Đức đã nói rã ra, tụi con đã trả ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính bạch thầy trụ trì, cùng toàn thể quý Phật tử có mặt điện giảng của thượng tọa hôm ngày hôm nay. Con xin gửi đến bài hát được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Xin
biết là
chúng ta có ngũ hành là chúng ta thường gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, đúng không? Kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà đúng trên bàn tay của mình á, ngón tay cái này là mộc, ngón tay trỏ là hỏa, ngón tay giữa là thổ, ngón tay áp út là kim, và ngón tay út là thủy. Phật tử đưa lên đi. Mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Mộc nó sanh hỏa, hỏa sanh thổ, thổ sanh kim, kim sanh thủy sanh mộc. Trên bàn tay chúng ta là ngũ hành tương sanh. Do vậy mà ngón cái là mộc, người ta bấm huyệt á. Ngón này là hỏa là ta chỉ vô trán là bị đậu quánh nè. Ngón này là thổ là cấy lúa, tỉa đậu nè. Ngón này là kim là để đeo vàng, chuẩn cưới nè. Ngón này là thủy là để thử nước tương, thử thấm, quẹt vô thử. Mà chỉ thử nó mới biết đúng cái vị của nước. Người ta thử ngón khác nó không đúng. Giờ này mình thử bằng cái muỗng, mà muỗng kim loại nó không có đúng cái mùi vị mà chúng ta làm. Nếu mà quý vị mà muốn thử nước chấm á, mà quý vị thử đúng cái mùi của nó thì quý vị thử có thể bằng muỗng ngủ hoặc cái muỗng bằng cây. Chứ còn quý vị mà thử bằng cái muỗng kim loại là nó không đúng cái mùi vị mà mình đang làm cái chất mình đó. Chúng ta đọc là kim mộc thủy hỏa thổ thì chúng ta đang kim mà khắc mộc, kim khắc mộc, nhưng mộc với thủy nó khác. Thủy nó sanh mộc. Như vậy ta đọc kim mộc thủy thì nên là kim khắc mộc, nhưng mà thủy sanh mộc. Thủy hỏa này đã khác với nhau. Vậy thì cái gì khác cái gì? Hỏa khắc thủy chứ không phải thủy khắc hỏa. Hỏa nó khắc thủy bởi vì hỏa nó gặp thủy thì nó tắt. Thổ ở đây là nó không khắc hỏa, hỏa nó sanh thổ. Hỏa nó sanh thổ. Cho nên mà để như vậy thì nó không phải là tương sanh mà cũng không phải là tương khắc. Nên ngày xưa người ta đọc đại nè, kim mộc thủy hỏa thổ, chứ đọc như vậy nó không có đúng tương hành, ngũ hành tương sanh hay tương khắc. Đọc như vậy nè, nó đúng tương sanh. Rồi nếu chúng ta đọc tương khắc thì chúng ta phải đọc lại quy luật của tương khắc. Như vậy thì trong cái trong bản thân chúng ta đó, nó có một cái quy luật sanh và khắc để cho chúng ta đang bị quy luật vô thường nó sanh diệt ở trong mỗi chúng ta. Như vậy hôm nay tôi chia sẻ với quý vị về cái chủ đề hồi sáng mà Hòa Thượng nói, đó là xúc tác ý thọ tưởng tư là năm tiến hành. Rồi sau khi tôi trình bày cái việc này, nó có cái việc mà quý vị cần phải tu trong cái pháp gọi là tướng niệm xứ, thì chúng ta thực hành bốn biến, năm biến hành này như thế nào. Mà năm biến hành này nó nằm ở đâu? Năm biến hành này nó là do xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Này là năm biến hành. Mà năm biến hành này á, là nó trùng khắp trong tám thức, nó vận hành trong tám thức, vận hành trong tám thức. Và chúng ta biết đó, là trong tám thức đó, thì năm biến hành nó có mặt. Thì chúng ta biết là tám thức chúng ta đó thì nó gồm có tám thức, nó gồm một là mắt là nhãn thức, hai là tai là nhĩ thức, ba là mũi là tỷ thức, bốn là thiệt là lưỡi là thiệt thức, năm là thân thức, sáu là ý thức, bảy là mạt na là thức thứ bảy, tám a lại gia là tạng thức. Vậy thì trong tám thức này thì năm biến hành nó là tâm sở, nó đứng đầu trong 51 tâm sở. Mà tám thức này là tâm vương. Mà chúng ta biết tâm vương là vua. Mà tâm sở
là quan. Mà chúng ta rõ biết là ông vua đó thì ông không thể làm được gì nhờ vào các quan nó làm, chứ vua nó không làm được. Vậy thì mắt chúng ta chỉ thấy thôi, chứ còn để vận hành con mắt đó, là phải do tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng, tâm vô vi. Chứ còn tâm vương nó có khả năng là mắt tai mũi lưỡi thân nó chuyển thành thành sở tác trí, là chuyển hay không là do tâm vương, chứ tâm sở không chuyển được. Nhưng mà tu hành hay không là do tâm sở, chứ tâm vương không có tu được. Hắn có khả năng chuyển nhưng mà hắn không có khả năng tu. Vì vậy mắt tai mũi lưỡi tu là nhờ tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng và tâm vô vi. Còn bây giờ ý là nó điều hành năm cái thức trước. Còn mạt na với a lợi gia thì không thể nào vận hành được, vì không điều khiển được. Giống như vua không gần gũi các đại thần, các quan, vì các quan có thể hại vua. Cho nên cái ý căn tiếp xúc với pháp trần sanh ra ý thức, thì công vi thủ mà tội vi khôi, nó nằm ở nơi ý thức. Cho nên chúng ta giác ngộ là do ý thức nó tu. Vậy thì khi chúng ta giác ngộ, chúng ta vận hành được cái tâm sở này. Nhưng mà tâm sở này á, là nó nằm trong tâm sở gì? Thì ở đây nó nằm trong tâm sở biến hành. Cho nên nó liên quan đến hành uẩn. Và nó biến, cho nên nó khắp trong tám thức, và nó khắp trong 51 tâm sở. Nhưng mà nó được sự điều hành của ai? Thì lúc đó chúng ta mới hiểu là năm cái tâm này nè là năm cái sự vận hành của chính mình. Nhưng do mình không học, không hiểu, cho nên mình vận hành nó vào trong vị trí xấu, dẫn đến mình khổ trong luân hồi. Tới đây thầy bôi cái phần này ha. Quý vị nhớ tám thức chưa? Quý vị nói với thầy nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Năm thức trước này bóng dáng của nó gọi là pháp trần. Ý căn tiếp xúc với pháp trần, vậy là pháp trần là bóng dáng của năm trần trước. Như vậy pháp trần là món ăn của ý thức, hay là ý thức tác động tiếp xúc với pháp trần. Mà pháp trần chính là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Vì vậy cho nên năm thức trước được thức thứ sáu điều khiển một cách vi tế. Cho nên ý căn tiếp xúc với pháp trần sanh ra ý thức. Mà ý thức đó, đó nó được mạt na thức đưa tải vào trong a lợi gia để bỏ vào cái tạng thức của chúng ta. Cho nên nghiệp của quá khứ, nghiệp của hiện tại, nghiệp của vị lai nó đều chứa ở trong tạng thức. Như vậy làm sao chúng ta có nghiệp vị lai? Có nhiều người, người lớn tuổi thì sống với quá khứ, còn người nhỏ tuổi thì sống với tương lai. Cho nên tương lai nó chưa đến, nhưng người nhỏ vẫn đặt cho mình một hoài bão, một lý tưởng, một ý chí, một kế hoạch trong tương lai. Cho nên họ nuôi kế hoạch, ý chí, hoài bão, lý tưởng đó bằng cái kho tạng thức trong tương lai. Vì vậy ý thức của họ luôn ước niệm để sống với tương lai. Ở đây quý vị hiểu không? Hiểu thôi. Hỏi cho có hỏi, còn người hiểu thì ít, người không hiểu thì rất nhiều. Như vậy thì chúng ta biết rằng là sự vận hành trong tám thức, có nghĩa là năm cái biến hành này nó được quyệt ra vô trong tám thức, nó được tám thức xử lý. Nhưng mà xử lý vào đâu thì hồi sáng và thượng có nói, người đệ tử Phật thì phải biết tứ đế. Tứ đế, tứ đế có nghĩa là khổ, tập, diệt, đạo. Từ năm 2005 đến 2008 thầy giảng ở dưới Vĩnh Long, thầy giảng khoảng hơn 10 cái đĩa. Cứ khổ đế có khổ đế giảng hầu như 2 đĩa, tập đế giảng 2 đĩa, diệt đế như giảng 1 đĩa, đạo đế gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc,
ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 nội có cái 37 phẩm trợ đạo thôi đó. Giảng 6 buổi, 6 đĩa, sau đó giảng 1 đĩa tổng quát nữa. Và cứ hở mà ở dưới mà chỉ cần thỉnh chúng tôi xuất giảng đạo tràng thôi, thì tôi lấy một thứ ra tôi giảng. Và cứ thỉnh lần thứ hai tôi giảng, lấy thứ khác ra giảng. Giảng lần lượt mấy năm trời mới hết. Và gần như là những cái năm mà tôi học đại học á, là tôi sống với 37 phẩm trợ đạo nhiều hơn, tôi sống với tứ đế nhiều hơn. Cho nên cái cảnh giới này là cảnh giới của tôi từ năm 2005 đến 2008. Tôi có một cái chủ trương là hãy sống với một pháp trong một thời gian để chúng ta thấm nhuần cái pháp đó. Và hãy sống với một cảnh giới và xây dựng cảnh giới đó trong tâm của mình. Cho nên là khi chúng tôi giảng thì quý vị hỏi một cái thế giới nào, giống như là tôi dạo chơi trong ba cõi thì tại sao tôi phải thuộc ba cõi, là bởi vì dục giới có sáu, dục giới có sáu cõi, có sáu tầng trời, sắc giới có 22 tầng trời và vô sắc giới có 4 tầng trời, vô sắc có 4 tầng trời. Và khi 22 tầng trời chia thành 4 địa, ly sanh hỷ lạc địa, ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa và xả niệm thanh tịnh địa, thì bốn cái địa này được xem như là tứ thiền, tứ thiền trong cõi sắc giới. Và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì ở đây nó lại bốn địa nữa, cộng với bốn tứ thiền, cộng với bốn thiền ở cõi sắc giới, nó trở thành là bát định của Bà La Môn giáo, bát định của Bà La Môn. Và khi mà mình có một cái quá trình mà mình hiểu rằng cái ly sanh hỷ lạc này nè là nó có tác dụng như thế nào với lại tứ niệm xứ, thì lúc đó tôi mới khế hợp vào. Và khi tôi dạy về duy thức học thì tôi mới cộng hết tất cả những cái con số mà từ cái duy thức học nó cho biết rằng khi một niệm mình sanh khởi trong cái vi diệu pháp. Quý vị được chư tôn đức mà dạy vi diệu pháp thì đây là cái công năng mà cộng từ cái pháp số của duy thức học với lại sự xúc tác ý thọ tưởng tư trong tất cả các pháp nó vận hành, thì chúng ta nhận diện được các cái vòng tròn và nó có màu sắc ở trong này. Đấy. Cho nên là quý vị biết đây là cái bản đồ tìm hiểu về tâm của mình với từng niệm mà mình đang khởi ra. Niệm buồn cái màu này nó đen thui, niệm hỷ lạc cái màu này tùy theo cái độ hỷ lạc của từng cảnh giới mà màu sắc này khác nhau do tâm mình sanh khởi. Do vậy mà nếu trong tương lai có một cái máy để quý vị chỉ cần đi ngang qua là biết tâm quý vị nó là bao nhiêu tâm sở, mà tâm sở tốt hay tâm sở xấu nó sanh ra, là tôi ngồi đó tôi đọc, tôi phân tích cho quý vị và biết luôn, nhìn qua tướng số, đọc qua tướng số sẽ nói cho quý vị trong nhà nó như thế nào. Lúc đó mình không dạy tướng số không, mà mình dạy vi diệu pháp thông qua tướng số và sẽ kết hợp giữa âm dương ngũ hành để biết rằng từ nơi nét mặt của mình bây giờ này, cái máy điện thoại đó nó nhìn vô nó lấy cái sinh trắc học của mình. Mình qua bên, mình đi qua security, máy nó chụp cái mặt của mình, nó lấy cái sinh trắc học của mình để mình nó nhận diện ra mình. Và mai này mình sanh vào cảnh giới nào thì chính cái phúc báo mà tôi có thể nói đó là sinh trắc học. Quý vị chỉ cần quét qua thôi, nó biết từ trường của quý vị tốt hay xấu, mang đi cảnh giới bên kia bao nhiêu phước và bao nhiêu tội. Cho nên cố gắng tu. Cái việc này Đức Phật không có gạt chúng ta. Bây giờ mình nói là
ngày xưa là không thể chứng minh được, chứ bây giờ chứng minh được. Nhưng mà không biết là người ta cho ra hay không, bởi vì nó sẽ sanh ra rất nhiều thứ, nó làm cho vấn đề xã hội sẽ có phần xáo trộn, cho nên người ta sẽ không đưa ra cho bạn. Giống như là bây giờ mà mình xài cái internet bây giờ mà 4G, 5G hay là các cái mạng đó, là trước đây vài chục năm bên chỗ nhà nước người ta xài rồi, nhưng người ta để vài chục năm sau người ta mới cho người dân xài, chứ không phải tới giờ này mới có đâu. Người ta lên ở đây nè mà người ta điều khiển là trên sao quả được rồi, thì huống chi mình bây giờ mình chưa hề biết những cái chuyện đó. Thì những cái vấn đề mà khoa học nó đi trước mình nhiều lắm rồi. Tất cả các robot nó thay con người nó đi khám phá các hành tinh khác rồi. Bây giờ mình học tri thức, những cái việc này á, nó chẳng khác gì mà ngày xưa Đức Phật nói là những gì ta biết là do các ông chưa biết thôi, chứ không phải là nó không có. Thế thì bây giờ chúng ta học về xúc tác ý thọ tưởng tư với bốn niệm xứ, tứ niệm xứ. Vậy thì người đệ tử Phật tại sao phải học Phật? Tại vì mình muốn hết khổ cho nên mình học Phật. Nhưng mà làm sao để hết khổ? Phải có trí. Bởi vì khổ nó bằng với vô minh. Chứ người nào vô minh nhiều thì khổ nhiều. Người nào muốn ra khỏi khổ, muốn hết vô minh thì hãy trở về với trí. Trí nghĩa là minh. Do mình vô minh thì bây giờ mình minh đi. Vậy thì người có trí sẽ bớt khổ cho đến hết khổ, chứ không phải là người có trí là hết khổ liền. Dạ. Trí này nó tính theo phần trăm, tỷ lệ phần trăm. Vô minh này nó cũng tính theo tỷ lệ phần trăm, là mình khổ bao nhiêu. Cho nên hồi nãy chúng tôi mới nói là nếu có cái máy tôi sẽ đo được cái từ trường khổ này của quý vị, khổ vì cái gì trong quý vị nó tót ra. Cho nên tướng số nó nhìn cặp mắt là nó biết luôn, nó nhìn cái mặt là biết luôn. Cho nên cái người bệnh á, người ta học tướng số. Quý vị vừa bước vô là người ta biết quý vị bệnh gì rồi, chẳng qua là còn phải bắt mạch rồi hỏi han vậy thôi, chứ quý vị bước vô người ta biết rồi. Nếu những người bác sĩ đó có học tướng số. Như vậy tứ niệm xứ, một là quán thân, thì thân đó là thân bất tịnh. Tôi ghi cái chỗ mà mình cần phải quán là ở cái chỗ này. Quán thân thì thân bất tịnh. Rồi. Thứ hai là quán thọ. Thứ ba, quán tâm. Thứ tư, quán pháp. Mình nhớ có bốn chữ đó thôi. Thân, thọ, tâm, pháp. Như vậy thân thì bất tịnh, thọ thì khổ. Hãy nói tới thọ là khổ. Quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Vậy thì chúng ta áp dụng năm biến hành này vào trong cái tứ niệm xứ này, bởi vì nó biến mà. Nó biến trùm khắp luôn. Nhưng mà bản thân chúng ta không làm chủ được nó, cho nên nó đưa ta đi đâu thì ta bị đưa đi tới đâu. Như vậy ai đưa ta đi? Nghiệp đưa ta đi. Như vậy thì ai là người mang thai? Quý Phật tử, ai là người mang thai chúng ta? Mẹ mang thai. Nãy hát cái bài mẹ rất là hay. Xin một tràng pháo tay cảm ơn quý vị đã nói mẹ mang thai chúng ta. Dạ. Mẹ chỉ mang thai được cái thân uẩn, mang thai được cái sắc uẩn. Cái tinh cha huyết mẹ là mẹ mang thai được cái sắc uẩn. Cái sắc uẩn đó gọi là tinh cha huyết mẹ. Tổ Huy Sơn có dạy: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãy tứ đại phù trì, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh bất giữa nhân kỳ, triêu tồn tịch dông sát na dị thế. Thí như xuân xương hiểu lộ, thuốc hốt tức vô, ngàn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nãi yến nhi không quá. Quý vị có hiểu gì không? Ông thầy cũng không hiểu luôn. Còn nhỏ vui lắm. Đi vô chùa đó thì
học tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sắc, suốt ngày học rồi ôn y như bây giờ là thầy trì lăng nghiêm vậy đó. Ở sáng này trì lăng nghiêm với mọi người là trì một biết, mà hòa thượng với thượng tọa trụ trì trì chậm chậm cho phật tử sau trì. Một biến của ngài là thầy trì bảy biến, là một biến của thầy từ 6 phút cho đến 7 phút. Còn hồi sáng mình tụng một biến là gần nửa tiếng hơn. Thì giả sử như bây giờ thầy trì mỗi ngày như vậy từ 49 biến lăng nghiêm trở lên, thì cứ như thế thầy trì và trên máy bay thì cũng bỏ cái phone vô lỗ tai để thầy trì. Thế tại sao thầy trì như vậy? Là bởi vì thì có một cái phương pháp là tôi sống với một pháp môn nào thì tôi phải sống một thời gian với pháp môn đó để tôi lĩnh hội được. Giống như tôi ăn đạo đức muối mè vào năm 2007, tôi ăn cái tướng tôi chỉ còn có 40 mấy ký thôi, đi mà tưởng gió bay luôn. Vậy mà tôi giảng một ngày có thể 3-4 thời, lúc đó đi dạy các lớp giáo lý ở miền Tây. Thế thì mình mới hiểu là quán cái thân mình á, thì mình mới làm chủ nó vì nó bất tịnh mà. Lúc trước tôi tu theo bên Pháp Vô Vi ấy, thì các vị bên Pháp Vô Vi quán bất tịnh rất là tốt. Họ niệm Phật mà quý vị suy nghĩ bây giờ mà bên tịnh độ của mình mà niệm Phật đó, thì không bằng họ chuyên cần niệm Phật. Hớt tóc họ không có hớt ra tiệm đâu, họ tự lấy kéo để hớt, để không có đi giao du với ai đó. Họ chỉ có một nhóm tu tập xong rồi một tuần lễ thảo luận một lần, mà khi họ thảo luận là họ nói được cái cảnh giới mà họ vào. Cho nên là tôi cảm nhận được là đó không phải là căn tánh của tôi, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thời mà ngài tu theo các đạo bạn á, thì ngài đến ngài tu một thời gian ngài ra đi, chứ người ta tu tốt lắm. Ngài tu với Úc Đầu Lâm Pháp mà đến cái chỗ phi tưởng xứ, Úc Đầu Lâm Pháp giao luôn cái ngôi vị giáo chủ cho Thái tử Tất Đạt Đa mà ngài không ở. Ngài nói đó không phải là cái chỗ tôi muốn. Cho nên ngài tu khổ hạnh cho đến nỗi mà còn giao với xương năm anh kiều đừng như bỏ ngài đi, thì ngài vẫn tuyên bố rằng ta tu sai rồi. Cho nên là tôi luôn luôn nhớ cái lời của Hòa Thượng Ấn Độ á, Thượng Huyền Hải Vi á, thì họ Diệu á, Hòa Thượng Huyền Diệu, thì ngài nói rằng là trong tất cả các giáo chủ mà tôi nghiên cứu thì tôi chỉ tán thán và Đức Phật chúng ta. Ngài tu sai, ngài dám nhận sai, các giáo chủ khác không dám làm gì được. Cho nên quán cái thân bất tịnh này nè, thì ngài tu cho đến lúc mà còn da với xương, đụng cái bụng á, rờ cái bụng nó đụng da lưng, rờ vào cái bụng nó đụng cái da lưng, ngài xả thiền ngài vuốt một cái là các cái sợi lông ở trên người nó rung xuống, bởi vì nó không còn chất dinh dưỡng để nó tồn tại. Thế ngài thấy rằng là tôi quán cái thân bất tịnh và tôi đã trả nó đến cái chỗ là nó kiệt quệ, nó không còn gì nữa, ăn mỗi ngày một hộp mè. Vì vậy cho nên cái thân thể của ngài nó dương đến nỗi mà hai con mắt của ngài như hai ngọn lửa. Quán thân bất tịnh mà tôi chỉ ăn gạo lứt muối mè thôi mà tôi thấy là bệnh tật tôi nó đi hết luôn, không còn bệnh nào hết. Nhưng có điều cái là tôi kiệt sức là bởi vì nó không còn cái chất dinh dưỡng để nó có thể tồn tại. Lúc tôi ăn ra ăn cái thứ gì cũng ngon, vì uống một nước tương tamari, ăn với nước tương tamari uống trà pancha. Mà khi tôi uống trà pancha thì mỗi ngày như vậy uống có nhiêu đó thôi, 0.25, cái này 33 lần, cái này 330 lần, uống chỉ được có 250 thôi. Uống chỉ được 250ml mà trà pancha, cho nên uống như ăn, chỉ ngậm vô và nhai cho đến lúc mà nó trở thành cam lồ mới nuốt. Từ đó mà ăn ra đó, uống nước gì cũng ngon, uống nước ngọt vô bắt đầu nó ngứa. Cho nên là lúc đó trong cơ thể tôi nó có một cái enzyme là ăn nước tương, mà nước tương đó nó không phải là nước tương thuần á, là nó ngứa. Thế tôi mới nói là vậy là mày làm khổ rồi, cái thân mày sạch quá, mày không đi vào trong cõi đời vũ trụ ác thế này được,
cho nên từ từ tôi ăn ra. Và tôi biết giờ này cái cơ thể tôi nó bệnh là do mày để cho nó tầm lum tà la cho nên bệnh là phải rồi. Mày muốn cho nó thanh khiết thì mày lọc nó đi và ăn gạo lứt muối mè đi một thời gian thì sẽ ở trạng thái đó. Nhưng mà trạng thái đó nó hiếm quá cho nên mình cần, mình không đi ra được. Chứ còn mai mốt mà tôi ngồi một chỗ tôi không đi nữa thì tôi cũng sẽ ăn gạo lứt muối mè và tôi cân bằng âm dương, tôi tự trồng tôi ăn thì tôi đâu phải mua đâu mà vất vả. Vậy thì lúc đó cái thân của mình nó tịnh trở lại bằng cách là mình phải làm cho nó tịnh. Cái thân này nó bất tịnh là do mình làm cho nó bất tịnh, còn nó sẽ thanh tịnh, nó biến thành kim cang là do mình làm. Thì bây giờ cái xúc này nè, nó tác ý nè. Khi quán thân bất tịnh thì cái xúc của mình là căng với trần á, căng với trần á, là mình phải xúc. Và bản thân mình tác ý như thế nào để mình trở thành những vị thần, những vị chư thiên, thì cái cảm thọ mình á, nó từ khổ nó biến thành lạc, nó từ khổ nó biến thành lạc. Thì liệu đó, cái chỗ đó mình phải quán thân bất tịnh và mình mới tu được. Chứ còn bây giờ mình chỉ cần ngồi một chút nó đau là mình không ngồi được nữa, thì xin thưa bao giờ mình tìm được lạc? Quý vị tập như hôm qua tôi nói là bây giờ quý vị tập 5 phút, ngồi 1 tháng sau tăng lên 6 phút, 1 năm mình tăng được 12 phút, 10 năm mình tăng được 120 phút. Thì bắt đầu từ giờ này chúng ta tập thì 1 năm sau chúng ta ngồi được 60 phút. Sau 1 năm chúng ta ngồi được 60 phút. Là sau 2 năm chúng ta ngồi được 120 phút. Nhưng mà đòi hỏi chúng ta có tập hay không? Bởi vì chúng ta tập cái cảm thọ này này nó sẽ quen dần đi. Bữa nay nó đau, nó tê, ngày mai nó tê, dậy mốt nó tê, vậy bắt đầu mình cứ tăng lên. Trong quá trình mình tăng lên, mình tăng lên, mình tăng lên thì cảm thọ này nó tăng rất là nhanh. Nhưng mà tôi thì tôi nói tăng chậm vậy thôi. Chứ còn quý vị mà đến cái độ mà quý vị ngồi 2 tiếng đồng hồ mà nó không còn đau nữa đó, thì cái tưởng của quý vị á, nó từ vọng á, nó chuyển thành trơn rất là nhanh. Từ vọng nó chuyển thành trơn. Vì chúng ta tu là chuyển nghiệp, nhưng mà dứt trừ vọng tưởng điên đảo của cách niết bàn, nhưng mà mình đâu có dứt được đâu. Cái thức thứ 7, thức thứ 8 nó như là một dòng chảy, nó luôn lăn xăng, nó chảy lăn xăng không đó. Vì thức thứ 7 nó giống như con thoi, nó vào ra. Quý vị về trước đây là tôi có giảng một cái chủ đề về niệm, và có một vị Phật tử đã giúp tôi để lấy được cái vỏ não và cái sống của vỏ não là một triệu lần trong một niệm, một triệu lần trong một niệm. Có nghĩa là tại sao chúng ta ngủ ngon và tại sao chúng ta mất ngủ là bởi vì cái ý niệm của chúng ta đó, cái não bộ của chúng ta nó vận hành một cách nhanh chóng và vĩ đại luôn. Chúng ta không hiểu được cái thế giới đó, cho nên chỉ trong một niệm chúng ta đi khắp mười phương, thì lúc đó chúng ta mới có thể tương ưng được với cái niệm chúng ta mà các cái hệ điều hành trong trong não bộ của chúng ta nó vận hành một cách nhanh chóng, cho đến nỗi quý vị nghĩ là cái bước sống của quả địa cầu này nè, quý vị gọi chừng 1 giây, 2 giây, 3 giây là ở Anh bắt máy à. Quý vị gọi về Việt Nam có khi 3 giây là bên đó bắt máy à. Cái sống của cái bước sống của cái từ trường trong không gian này nè, nó chậm gấp 1.000 lần so với quý vị đi bằng năng lượng của tâm. Cho nên là cái thần túc thông á, mình chỉ cần vừa nhớ một cái thì cái phần âm ở bên Việt Nam có mặt ở đây. Có nghĩa là cái tâm của mình vừa nhớ cha mình, giả sử cha mình mất, mình vừa nhớ cha mình thôi thì cái thần thức của ông đã có mặt ở đây. Nếu ông đã mất, có nghĩa là nó nhanh đến nỗi mà 0% giây là cái sóng điện từ từ não bộ của mình nó phát ra. Cho nên là cái người mà có thần thông á, họ đi rồi họ về trong khoảng chưa đầy 1 giây là họ đã đi tới chỗ đó, họ làm xong việc, họ quay về rồi chưa đầy 1 giây thì mình đâu có nhận ra đâu.
nó nhanh đến nỗi như vậy thì mình không nhận ra được. Cho nên là có những cái bộ phim mà quý vị thấy cái người đó họ có thật, có năng lực á, thì con người ta đang đứng đó, đó là chỉ cần trong một giây thôi là họ đã đánh hết mọi người, họ quay về cái chỗ họ ngồi rồi. Thì những người kia chưa có kịp trở thai nữa là chết nguyên đám rồi. Quý vị thấy cái năng lực đó chưa? Từ chỗ đó mà cái năng lực của vỏ não nó nhanh đến nỗi như vậy, cho nên cái xúc này nè mình không làm chủ được. Mình phải tu tập rất là tốt mình mới làm chủ được, chứ không là mình không làm chủ được, nó làm chủ mình. Bởi vì nó đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp. Do vậy mà cái cảm thọ của chúng ta mà chúng ta không có quán thân bất tịnh, chúng ta không làm chủ được cảm thọ, không làm chủ được cái lưỡi đi, thì cái lưỡi chúng ta không bao giờ nó ăn nổi cái thức ăn chay. Nó không bao giờ nó chịu cực chịu khổ nổi. Chịu cực chịu khổ là do cái cảm thọ này. Nhưng mà cái tác ý này là mình có ý chí, mình có nghị lực hay không. Cho nên cái người tu được hay không là do ý chí này. Mà ý chí này là do sự xúc. Cái thân mình xúc chạm với lạnh không nổi. Mà Bà La Môn giáo là nó không mặc áo, nó không mặc đồ, nó luyện ở nơi núi tuyết kia. Cái thân của họ như vậy, họ ngồi luôn lên đá, họ luyện, họ tắm mỗi ngày là một lần, hai lần, ba lần, họ tăng lên cho đến lúc mà một ngày như vậy họ tắm cả hơn 10 lần trong nước lạnh. Chẳng qua là họ luyện cái cảm thọ của họ thôi. Nhưng vì họ muốn cởi bỏ cái thân dơ uế đó để họ sanh thiên. Nhưng Đức Phật nói làm như vậy đó, nó chưa đúng. Là bởi vì mình đấu tranh với cái thân mình làm gì? Vì nó là cái thân do nghiệp mình tạo ra mà. Mình mượn nó để mình tạo cái phúc đức để mình mới sanh về được chứ. Chứ còn mình tra tấn, mình hành hạ nó đâu có được gì đâu. Cần phải học. Cái tư duy này nè, nó gọi là một cái ý thức hệ. Bây giờ chúng ta có ý thức hệ Phật giáo, chúng ta cho rằng Phật giáo là đúng, thì người ta là thần học, người ta cho rằng ý thức hệ thần học là tuyệt vời. Người ta có một ý thức hệ khác, người ta sẽ cho ý thức hệ đó là tuyệt vời. Cho nên cái tư này nè, nó được xem như là một cái mệnh đề mà tất cả mọi người tự giải quyết mệnh đề của chính mình. Ý thức hệ cho nên là chúng ta chỉ đi vào trong cái hệ điều hành này thôi. Giống như mình đang xài Apple thì nó là hệ điều hành của Apple. Có những cái Android nó không có cài đặt vào được. Như vậy thì cái hệ đó nó cho mình một cái tư duy. Cho nên là mình đừng có cài đặt bằng cái lối của mình. Nó quá nhỏ bé, nó ít ỏi, dẫn đến trong cái hệ điều hành của mình á, nó quá ít, mình không tư duy được những cái lớn hơn. Cho nên là giả sử như mình chọn pháp môn tịnh độ, thì trong cái tư duy của mình nó chỉ có pháp môn tịnh độ thôi. Cái tưởng của mình nó chỉ có cực lạc thôi. Cái cảm thọ đó, nó bắt đầu mình chuyển khổ thành vui. Rồi mình tác ý là bây giờ mình đang ở tịnh độ, sau khi thân ngoại mạng chung mình sanh về tịnh độ. Rồi cái xúc của mình luôn luôn mình tiếp xúc với Phật, với Bồ Tát bất thối là bạn lữ. Đó là vấn đề mình đang vận hành cái biến hành mình trong tất cả các pháp mà mình đang tu. Nhưng mà mình phải vận dụng cái này như một cái bài võ thuật. Sáng ra đánh, đấm, đá, chỏ, lộn. Mình thực hành nó quen rồi thì lúc đó ở trên xe, ở trên máy bay, ở trên tàu hỏa hay là ở dưới nước, bất cứ chỗ nào, cái bài võ đó mình phải thực hiện được. Tới đây quý Phật tử hiểu chưa? Cũng giống như chị ca sĩ hồi nãy tập hát, mà bây giờ chẳng qua là nó có kết nối được với Bluetooth thì hát trên đó, còn nếu không có thì phải hát chay, mà cũng phải dùng mắt, có khi mình đọc, còn có khi mình không đọc, mình dùng lỗ tai để nghe kết hợp với đàn. Có những người nó đàn tốt á, thì nó đàn kịp, có người đàn không tốt á, thì mình phải theo đàn. Có khi ông thầy đàn mà ông đàn giỏi á, thì ông theo người hát. Nhưng mà cái người hát giỏi thì phải theo cái ông đàn. Còn hai người này mà giỏi hết á, thì tự nhiên họ thả với nhau ra. Bạn muốn hát sao đó hát, tôi muốn đờn sao đó đờn. Nhưng miễn sao mà nó khớp, làm cho người nghe rất quan hỷ là được. Quý vị có hiểu ý này không? Khi một người mà mới tập tu á, thì sẽ áp dụng cái này nè một cách logic, bằng cách
là thứ tự để chúng ta áp dụng vào trong từng phần. Nhưng mà chúng ta áp dụng quen rồi đó, chúng ta thả lỏng ra để cái tình huống nó đến, chỉ cần xúc một cái tác ý thọ tưởng tư, một là tất cả là một. Từ chỗ đó mà khi tôi chia sẻ trong 51 tâm sở thì năm biến hành này được xem như là yếu tố quan trọng nhất mà người tu phải chú tâm vào nó, bởi vì không chú tâm vào nó dẫn mình đi bởi cảm thọ. Do cảm thọ đau thì tư tưởng của nó sẽ chuyển hóa thôi, mà cảm thọ lạc thì tư tưởng nó sẽ chuyển trở lại. Vì vậy cho nên cái người mà người ta đang vui á thì đừng có hứa, đang buồn á cũng đừng có nói, đang giận mà nói á, đang giận nó nằm ở cái chỗ cảm thọ bức bối, tức tối, bực bội, khó chịu. Mà ngay chỗ này á, mà cái tưởng nó phát ra lời nói á, thì rất là nguy hiểm. Còn mình đang vui, người ta vuốt mình, người ta đưa lên mình tới hư không rồi đó, mà lúc này mà ức tưởng á, mà nó đưa ra lời hứa á, thì cũng rất là nguy hiểm. Vì cho nên cái công ty á, là không để ông giám đốc đi ký hợp đồng, mà đưa phó giám đốc hay là kế toán đi, trợ lý đi, chứ giám đốc không đi. Vì đi không làm chủ được cái cảm họ, dẫn đến ký là nó sai. Quý vị hiểu cái này không? Khi giảng cho các doanh nhân á, thì thầy sẽ phân tích về cái góc độ mà họ làm ăn mà phải làm sao. Chúng ta hiểu được vấn đề để cho chúng ta làm chủ được cái người mà nói á, làm sao mà trong cái hệ thống mình nói đầu, giữa, sau, giống như trong Kinh Pháp Hoa gọi là ba chặng điều lành á, thì cái người mà làm chủ được năm biến hành này, xúc tác ý thọ tưởng tư á, thì người này có tư duy mà lấy cái tư duy này nè để làm nền tảng cho sự xúc, giống như mình đang niệm Phật. Suốt ngày mình niệm Phật thì khi mình xúc chạm với cái gì đó thì cái Nam Mô A Di Đà Phật nó sanh ra, bởi vì nó ở trong cái nguồn tư duy. Mà tư duy á, thì cái tưởng của nó đang bị cột lại và cảm thọ của nó đang ở trong trạng thái tư duy đó. Cũng giống như là người vui thì cái thọ đó nó bình thường trước mọi hoàn cảnh, nhưng mà cái người buồn thì cảm thọ nó rất là bức bách trước mọi hoàn cảnh. Cho nên có nhiều người là mình hỏi tới là họ cự mình liền, là biết ở nhà đang có vấn đề. Sáng đi bị vợ chửi, đi tới công trường úp lại cho công nhân, hay là vừa mới bước ra đi chùa bị ông chồng cũng làm cho một trận, tới chùa mang cái mặt như một mâm, là bởi vì từ chùa, từ nhà đến chùa cái nguồn tư duy rất là bức bách, dẫn đến cái tư tưởng nó lẩn quẩn, cái cảm thọ nó khó chịu, từ đó mà cái tác ý nó không có tốt khi xúc vào vấn đề. Nó là một mà. Từ chỗ đó mà quán thân bất tịnh thì người nào mà áp dụng được xúc tác ý thọ tưởng tư vào quán thân bất tịnh thì lúc đó cái thân dần dần nó chuyển từ cái dục thân thành cái thân rắn chắc, cái thân tốt đẹp, cái thân bất tử, cái thân kim cang. Quán thọ thì khổ, thì cái thọ nó đã nằm ở đây rồi. Mình có thọ là mình khổ, mắt thấy cái gì cũng khổ, lỗ tai nghe cái gì cũng khổ, lỗ mũi ngửi mùi nào cũng khổ, cái lưỡi nếm vị nào cũng khổ, cái thân đi đứng nằm ngồi đều khổ. Bây giờ nhất là quý vị cái thân nó lớn tuổi rồi, cho nên thọ cái gì cũng khổ. Như hòa thượng nói hầu đó cuộc sống nó khó khăn, có được một miếng ăn là vất vả và nó ngon dữ lắm rồi, còn bây giờ cái miệng nó ngu rồi, rất là nhiều đồ mà ăn không được. Thì điều đó ta giải mã được liền. Ngày xưa cái thân nó bị thiếu chất dinh dưỡng, ăn cái thứ gì nó cũng ngon là đúng rồi. Còn bây giờ nó dư chất dinh dưỡng rồi, ăn cái thứ gì nó cũng dở đó, là đúng rồi. Đồng ý không quý vị? Hồi xưa nó thiếu là cái gì nó cũng ngon, còn bây giờ nó dư thì cái gì nó cũng dở. Cho nên tại sao cái người tu không được để mình dư? Cái người tu không được để mình dư. Mình phải tự khắc với cái thân thể mình. Mình tập luyện càng nhiều chừng nào thì tự nhiên mà mình tập luyện thì nhiều, mình tu tập thì nhiều, nhưng mà mình thọ nhận thì ít, dẫn đến cái gì đối với mình nó cũng ngon, ăn cũng ngon, ngủ cũng ngon. Tại sao vậy? Mình đâu có cho nó ngủ đâu. Mỗi lần mà mình thả lỏng ra nó ngủ cho nó ngủ ngon vô cùng vô tận, nhưng mà mày ngủ ta đâu có cho mày ngủ, nghe cái beng ngồi dậy vì sao,
vì ngủ nữa là biến thành rắn. Cho nên đâu dám đến chùa ngủ. Đến chùa ngủ mà nghe tiếng chuông mà không ngồi dậy là biến thành rắn. Bởi vậy không dám ở gần chùa luôn. Nghe tiếng chuông dọn nhà đi. Người ta là nghe tiếng chuông phiền nhạo não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sanh, lìa địa ngục khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Đằng này nó nghe tiếng chuông phiền não nặng, bán nhà gấp cuốn đồ đi. Bởi vì nó sợ. Cho nên là cái cảm họ đó. Thì bản thân chúng tôi không cho cái thân mình ngủ. Nó nằm xuống, tôi nói mày nằm đây á, mày phải trì 7 miếng đại bi, 7 miếng lăng nghiêm mình được ngủ. Để khi tôi trì, cái lát nó mơ mơ hồ hồ, tôi nói chưa đủ mà đi hả mày? Mày chưa nào? Chưa đủ mà đi hả? Có nghĩa là niệm Phật phải đủ, trì chú phải đủ rồi mới đi. Đó chọn pháp môn niệm Phật, mỗi lần mà ngủ, trước khi ngủ niệm 1000 câu niệm Phật mới được ngủ. Thì bắt đầu, nếu mà nó niệm nhanh quá thì lát là niệm đủ rồi chưa ngủ. Vì nó hưng phấn nó sẽ không ngủ. Còn niệm từ từ thì chưa đủ nó ngủ rồi. Niệm cái thân đâu có dễ đâu quý vị. Lúc hở mà mình cố gắng mình niệm cho nhanh để cho nó đủ để mình ngủ. Thì lúc mình niệm nhanh cho đến nó đủ rồi thì nó không buồn ngủ. Thì bắt đầu tiếp tục niệm nữa nó ngủ. Thì đó, thì tôi ru cái thân của tôi. Và lúc nó bệnh, tôi mới nói vậy là mày bệnh là ta tu theo cái kiểu bệnh à. Cho nên nó sợ bệnh hơn là không bệnh. Nó nói không bệnh khỏe hơn, bởi vì không bệnh thì tu ít hơn. Làm công việc nhiều hơn thì tu ít hơn, còn mày bệnh ta tu nhiều hơn. Thế thì quán thọ thì khổ, mà mình biến cái thọ này nó trở thành vui. Đây là một quá trình mà chúng ta tu. Chúng ta quán tứ niệm xứ là để chúng ta tu. Quán cái thân này để cho cái thân này trở thành thân kim cang. Là không cho cái thân này nó được quyền bình tập. Mà quý vị không cho nó bệnh thì bản thân quý vị phải tập luyện nó. Cái tai nào mà nó đau thì phải tập cái tai đó một ngày khoảng từ 100 cho đến 500 lần. Thì tự nhiên mai mốt nó hết dám đau. Nó vừa muốn đau là nó hết dám đau. Là bởi vì mình tự hành đạo. Cái này gọi là khu biệt cảm xúc. Tôi nhổ cái răng, mà cái răng do tôi luyện tập nó nhiều quá rồi cho nên ra bác sĩ, nha sĩ nhổ. Nó là con sợ của cái răng của thầy luôn á. Thầy nói thầy còn sợ nó đừng nói vậy. Chị nhổ 2 tiếng đồng hồ chưa không cái răng của thầy. Chị nhổ mà đến nỗi mà chị làm nó nát luôn á. Nó rớt vô bên trong. Chị khổ đau dữ lắm chứ. Chị nhổ xong cái miệng thầy phù vậy nè. Nhưng mà cái lớp học là thầy giảng sáng và chiều. Nhưng mà chỉ rảnh thì ra thầy nhổ. Chỉ nhổ xong rồi thầy về thầy vừa ngậm nước đá mà vừa giảng. Chỉ không thể nghĩ bàn là bởi vì nếu động tới nó là nó ra máu. Cho nên vừa ngậm nước đá vừa giảng. Thì thầy nói là nó còn thầy là thầy. Buổi giảng của thầy ma vương không xen vào được. Cho nên là ma nó phá thầy là nó phá không được thì thầy mới là thầy. Cho nên là cái quán thọ là để mình chiến đấu với nó không dễ đâu. Cái thân mà nó đau mà mình không lết đi được mà mình vẫn phải lết thì đó là một quá trình mà mình chiến đấu với nó. Mà mình phải có cái tưởng lớn mình mới làm nổi, chứ cái tưởng mình nhỏ nhỏ mới làm nổi. Đó, để thầy nói cái cảm thọ. Để quý vị biết cái cảm thọ giữa khổ và vui thì quý vị biến cái cảm thọ khổ thành cái chất liệu tinh tấn. Đây là một vấn đề mà quý vị không dễ chuyển cái cảm thọ. Quán tâm vô thường thì mình biết vô thường nó có 3 loại chứ không phải là tâm không. Vô thường nó có 3 loại là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Khi chúng ta học bài vô thường thì chúng ta biết có 3 loại vô thường chứ không phải là một loại. Thân nó vô thường có nghĩa là thân sanh già bệnh chết, đó là thân vô thường. Còn tâm vô thường có nghĩa là tâm thay đổi. Vậy thôi. Vậy thì quý vị thấy là bản thân của mình có được yên không? Mình quán tâm vô thường chính là mình muốn quán cái tâm nó yên ổn. Cho nên là thường khi ngồi thiền là mình luyện cái thân trước. Vô đó không có suy nghĩ gì hết. Chỉ có quán tâm trên thân, quán thân trên thân, quán thọ trên thân, quán pháp trên thân. Có nghĩa là trả hết nó về với cái thân. Và bắt đầu mình thấy cái thân mình nó giống như cục đá. Trả hết nó về đó.
quán từ đầu cho đến lòng bàn chân là chỉ có quán thân thôi. Đến một giai đoạn mà quán thân trên thân nó yên ổn rồi, ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi, thì lúc đó mới quán thọ trên thân. Chúng ta mới nói tới cảm thọ là nó tê tới chỗ nào, và mình coi nó tê bao lâu, ngồi nhìn cái đồng hồ để coi cái tê này nó bao lâu, và nó tê cứng, bắt đầu nó tê giật, xong rồi bắt đầu nó tê quýu. Mình coi trạng thái tê của nó, và lúc nó hết tê rồi thì nó qua tới trạng thái gì? Nó qua tới trạng thái lạc. Và nó mới vừa lạc được có 1 phút, 2 phút, bắt đầu nó giật tiếp. Mà nó tê tập 2 còn dữ hơn tê tập 1. Đấy là quý vị mới quán thọ trên thân. Có nhiều lúc quý vị mặc y hậu, tôi mặc y hậu đồ, còn lúc mà tôi quán thọ trên thân thì tôi ở trong phòng riêng của tôi không ở trước Phật, và tôi ở trong 4 bức tường, và tôi chỉ mặc cái quần đùi để tôi quán, và xung quanh tôi có kiến để cho tôi có khi là tôi liếc qua liếc lại để tôi coi nó tê cái chỗ đó nó ra sao. Nó tê mà cái chân tôi, một chân đỏ một chân đen, mà nó đỏ nó đen một cách rõ ràng luôn, nó tím cho đến là tím. Mà lúc đầu nó mới có nhạt thôi, nhạt xong bắt đầu tới tím, tím bắt đầu tới đen. Tôi nói mày, ngày xưa Phật làm được thì bây giờ mày làm được, chứ còn có nhiêu đó mày làm không được thì mày tu hành cái kiểu gì? Lúc tôi đứng nè, lúc tôi thiền mà tôi đứng như vậy á, là bắt đầu hai cái chân tôi là gần như là nó đang mang một cái núi trên người. Nó ghê đến nỗi mà nó tưởng là cái núi trên người. Còn khi mà đi kinh hành á, quý vị đi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ là quý vị không nhấc nổi cái chân lên nữa. Không nhấc nổi. Cái thân này là thân khổng lồ, nó nằm trên hai cái chân. Vậy cho nên mình mới tán thán những cái người mà người ta chạy đua. Người ta phải cột thêm, bữa nay người ta chạy hay là người ta đi, người ta phải cột thêm 1 ký vô chân. Người ta đi cho đến lúc mà 1 ký đó nó bình thường rồi, người ta cột thêm 100g, 200g, 300g, người ta cột riết mà cái chân người ta mỗi bên 5 kg để người ta đi. Vậy người ta mới nhúng một cái người ta bay lên được chứ. Còn bây giờ mình đi mà đi còn hai cái bàn chân mình đi còn không nổi thì chừng mình biểu mình nhảy đi đâu. Cho nên cái quá trình mà tập luyện cái quán thọ thiền khổ cho đến cái chỗ mình quán tâm mình vô thường, là bởi vì cái tâm mình nghĩ tưởng thì được, mình đưa ra cái mục tiêu rất là tốt quý vị. Đưa ra mục tiêu lớn lắm, lúc giác ngộ đưa ra cái mục tiêu lớn lắm, nhưng mà thời gian là bỏ thôi. Vì sao vậy? Chịu nổi. Vì vậy cái tâm vô thường này nó quan trọng lắm. Những người mà tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm niệm đó, thanh tịnh hay bất tịnh là do cái tâm này. Bởi vì nó vô thường, nó thay đổi lắm. Cho nên là lúc nó thương, nó hứa hẹn đời này qua kiếp khác, nó hứa hẹn thề trăng hẹn nguyện, chứ quay qua quay lại nó khùng rồi thôi đừng có nói nữa. Nó vô thường lắm. Cho nên là quý vị mà mới về chùa quy y hay mới về chùa xuất gia đó là nói ngon lành, nhưng một thời gian sau tâm giữ không được. Cho nên là tôi vẫn hiểu cái tâm vô thường, cho nên là tôi vẫn bình thường với nó, chứ còn biết rõ nó. Còn hoàn cảnh vô thường, hoàn cảnh vô thường thì lúc nghèo nó suy nghĩ sao, đến lúc giàu có suy nghĩ sao, coi chừng một túp liều tranh với đâu quả tim vàng. Nhưng mà tới giàu rồi là không còn như vậy nữa. Cho nên đạo Phật á, thì Đức Phật mới dạy là an bằng thủ đạo, phải giữ cái đạo ở cái mức độ nghèo, an bằng thủ đạo. Cái người lập Phật sự thì làm nhiều như vậy á, chứ luôn luôn mình phải nghĩ mình là một cái người nghèo, chứ còn mình nghĩ mình là người giàu là người đó không tu được luôn. Chứ đừng có nói làm đạo gì. Đó thì nó quán tâm. Bây giờ quán pháp vô ngã. Vô ngã là cái gì? Quý vị có khái niệm được cái chữ vô ngã không? Thầy mời con trẻ nhất trong những người lớn tuổi. Con hiểu vô ngã không? Vô ngã là không biết đi về đâu. Đáng là vô ngã là con không biết té chỗ nào chứ. Ngã là té mà, chứ đâu phải vô hành đâu mà đi về đâu. Vô ngã. Rồi, thân cô tóc bạc, thân những người tóc bạc đi. Cô biết vô ngã là khái niệm vô ngã là gì không?
khi nào vô ngã là hết pin, hết pin không? Cô cho thầy biết vô ngã là gì? Không biết. Vậy là chắc là cô ngồi trên kia biết. Mời cô. Dạ. Không biết. À, rồi. Chú. Vô ngã là trẻ. Xin một tràng pháo tay. Vô ngã thì có nghĩa là không phải là chính nó. À, rồi, chú có thể hiểu một cách tóm tắt như vậy. À, cũng ok đó. Để sẽ nghe sâu chuỗi, không phải là sâu chuỗi. Và sâu chuỗi là từ những cái hạt nó kết lại với nhau. Thông qua cái sợi dây, rồi thông qua các hạt kết lại. Thì các hạt không phải là sâu chuỗi. Cộng dây không phải là sâu chuỗi, nhưng chú kết hạt là thành một cái sâu chuỗi thì gọi nó là sâu chuỗi, nhưng bản chất của nó là những hạt được kết lại bằng sợi dây. Đúng không nè? Cho nên là quý vị mà đọc trong cái kinh gọi là kinh Na Tiên, Na Tiên Tỳ Kheo, thì nói về cái pháp vô ngã này rất là rõ ràng. Tỳ Kheo Na Tiên là một cái vị rất là thông thái mà làm cho vua Di Lăng Đà, cảm thấy rất là tâm đắc và kính phục. Ông vua Di Lăng Đà là một ông vua trí tuệ và kiêu hãnh, chưa từng khuất phục với ai. Ông nghe ai có trí tuệ là ông đến đó ông thử, giống như là vua Tam Thập Tam Thiên, đó là vua Thích Đề Hoàng Nhân. Một vị Bồ Tát Ba La Mật nào vừa phát tâm Ba La Mật là vua Thích Đề Hoàng Nhân đến đó để thử. Thì vô ngã có khả là không phải là chính nó. Dịch cho nó dễ hiểu. Không phải là chính nó. Nghĩa là tôi tên là Thiện Xuân. Thì vậy là cái gì là Thiện Xuân? Tóc có phải là Thiện Xuân không? Mắt có phải là Thiện Xuân không? Tất cả những thân phần trong cơ thể chẳng phải là Thiện Xuân, nhưng mà gộp nó trở lại một cách có thứ tự thì gọi là Thiện Xuân, còn gom nó lại một đống vẫn không gọi là Thiện Xuân. Cho nên Ngài mới nói tới chiếc xe. Ngài mới hỏi vua Di Lăng Đà chứ, vua đến cái tỉnh xá này bằng cái gì? Vua nói đi bằng xe. Ngài Na Tiên quay trở lại nói với tất cả các vị làm chứng cho tôi. Vua nói vua đến cái tỉnh xá này là đi bằng xe, thì vua đang nói đúng hay nói sai? Vậy thì bắt đầu Ngài Na Tiên mới hỏi vua Di Lăng Đà là cái gì là xe? Cái nguôi có phải là xe không? Nói không. Cái gọng có phải là xe không? Nói không. Cái bánh có phải là xe không? Nói không. Vậy thì không có cái gì là xe hết, thì tại sao ông đi bằng xe? Ông tới đây là bằng đi bằng gì? Quý vị có hiểu ý đó? Có nghĩa là xe là một cái danh từ rỗng không, mà không hề có tự ngã, cho nên gọi là vô ngã. Ở đây hiểu chưa quý vị? Như vậy thì chúng ta tiếp xúc với mọi thứ thì mọi thứ đó đều là vô ngã, nhưng do chúng ta chấp nó cho nên nó gọi là ngã. Có được không nè? Chấp nó cho nên gọi là ngã. Còn tác ý là do chúng ta đặt cái ý thức hệ tư tưởng mình như vậy, cho nên cái tác ý chúng ta là cho nó là như vậy, nhưng mà thực tế của nó chỉ là duyên sanh giả có mà không có tự ngã. Lấy đâu ta tác ý? Y như tôi nói tôi thương chú, vậy tôi thương cái gì? Cái này là cái bài mà Đức Phật nói với bà Ma Đăng Già. Ma Đăng Già bắt cóc Ngài A Nan, thì Đức Phật mới hỏi bà Ma Đăng Già chứ, bà thương ông A Nan, bà thương cái chỗ nào? Bà nói thương hết luôn. Bà gan lắm, bà gặp Đức Phật mà bà nói một cách rất là tự tại. Đức Phật hỏi bà thương ông A Nan, bà thương chỗ nào? Bà nói thương hết luôn. Đức Phật nói vậy tóc, bà thương tóc Ngài A Nan. Dạ, thương tóc Ngài A Nan.
tóc Nghệ An quá tuyệt vời. Bà thương cái lũ mũi Nghệ An hả? Mà bà biết không, mỗi lần ổng cảm ổng sủ mũi rồi tiếng vốn lắm. Bà thương đôi mắt Nghệ An hả? Mỗi lần ổng ngủ ổng cảm ổng đổ ghèn ra thấy ghê lắm luôn. Bà thương cái miệng Nghệ An đúng không? Bà có biết là ổng không xúc miệng, ổng không đánh răng mà biết nó thúi cỡ nào không? Đức Phật quán cho bà cái thân bất tịnh của Nghệ An An là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đức Phật nói luôn 37 cái thể trượt nó xì ra từ bên trong ra bằng chín lỗ. Sau khi Đức Phật nói cho bà Ma Đăng Già nghe về cái thân bất tịnh của Nghệ An An xong thì bà Ma Đăng Già chứng tam quả A Na Hàm. Trong lúc Nghệ An An theo Phật 30 năm làm thị giả, Ngài A Nan mới chứng tới sơ quả Tu Đà Hoàng dưới bà Ma Đăng Già hai quả, hai thánh quả. Bà nhận ra được tất cả pháp đều không có tự ngã, từ đó bà xuất gia làm ni đồ. Mới thấm thoát mà đã 12 giờ rưỡi rồi các anh. Chưa chỉnh hả? 11 rưỡi hả? Vậy là mình đã có một tiếng đồng hồ rồi phải không? Nam mô thường nhanh quá Bồ Tát. Rồi, thế thì hôm nay thầy mượn cái tứ đế, thầy mượn phần tứ niệm xứ để thầy nói về cái xúc tác ý thọ tưởng tư. Thầy muốn quý vị làm quen với tâm biến hành, mà đó là tâm sở của mình, cái tâm sở của mình chứ không phải là tâm vương nghe, đó là tâm sở thôi đó. Nhưng mà nó được tám cái tâm vương đang sử dụng nó, và nó đi xuyên suốt trong tám tâm luôn, từ mắt cho đến A Lợi Da, tâm sở xúc tác ý thọ tưởng tư đều liên thông. Rồi bây giờ có người rút lui có trật tự. Bây giờ quý vị có ai hỏi thầy trả lời thêm 15 phút nữa, tiếng nữa cho quý vị, còn không thì thầy trụ trì cũng lên rồi. Bây giờ trả lời câu hỏi. Quý vị có hỏi quý vị mới hiểu được bài, quý vị mới hiểu quý vị tu. Quý vị không hỏi quý vị không biết tu là gì hết trơn. Chẳng qua về chùa như vậy, chứ có nhiều vị xuất gia rồi vào trong chùa, nhưng mà do không có nhân duyên, không đủ điều kiện, không được học từ thấp lên cao, để muốn thâm nhập vào một bộ kinh không có dễ, để giảng về một bộ kinh cũng không dễ chút nào. Rồi, quý vị có duyên thì hỏi, còn thầy về rồi, quý vị có tìm thầy hỏi cũng khó lắm. Rồi, xin mời thí chủ. Mô Phật, con nói ra không cô muốn gì. Được, cứ hỏi cái gì mà cô thấy cô đang thúc mắc nhất. Dạ, con xin một bạch á, con đến đây á, con không mộ thầy là cách đây 3-4 năm rồi thầy đến Viên Minh, con ở tỉnh Viên Minh. Rồi con có hỏi thầy như chúng con cứ tu hành linh tinh, không có biết khi mình mất á, mình lớn tuổi rồi mình sẽ đi về đâu. Thì thầy có trả lời, tại vì khi đó con cũng hỏi bất ngờ thôi, thì thầy nói thì tạm dành đi vô quả lành. Nhưng mà con không hiểu thầy sau đó 2-3 năm thầy trở lại Bắc Lan Hà Ma. Cái lần vừa rồi á, kể đây á, rồi thầy sao mà thầy còn nhớ lại cái câu hỏi của con. Thầy muốn nói nè, quý thầy đây tu mà khi mất cũng chưa biết đi về đâu. Là thầy còn chú ý cái câu hỏi của con từ lần trước, nên chỉ con hâm mộ thầy là thầy rất quan tâm đến những câu hỏi của Phật tử. Bây giờ con xin hỏi thầy như thầy để cho con có ý niệm để con cũng nguyện theo cái thầy, là như thầy bây giờ thầy tu hành như vậy để thầy nguyện sau này thầy về cực lạc, hay là thầy để đợi đi làm ra đời sao để như chúng con cũng nghĩ như vậy. Rồi, cái rồi cho một tràng pháo tay hay quá, cảm ơn. Rồi, chúng ta
cho chúng ta một cái cây để cho chúng ta cố gắng trèo lên cái cây đó. Nếu chúng ta vẽ thêm nữa thì nó cũng giống như là cái núi để cho chúng ta lên. Vậy thì cái khái niệm mà thứ một đó, thì chúng ta biết là nếu như chúng ta có một cái nấc thang trong tâm trí thì cứ như thế, chúng ta phải theo nấc thang của mình để chúng ta bước lên từng bước chân của mình, đi lên từng nấc thang. Nếu mình hiểu là mình đi từng nấc. Còn quý vị khéo tập luyện để quý vị nhảy cao lên, để quý vị có thể không đi bồn bồn, quý vị có thể leo thẳng cột trên đây một cọng dây và cứ như thế đu dây thôi chứ không phải là không muốn đi từng nấc thang. Hay là mình muốn làm cái đường để mình đi bằng xe, mình đi cho đến lên tới trên đó thì mình cứ sắm cho mình một chiếc xe để chạy mình sắm cho mình một chiếc xe để chạy, muốn xe đó hay là chơi xe mô tô cũng được tự mình chạy một mình. Như vậy thì mình suy nghĩ đến là bây giờ mình chạy xe hay mình đi bộ hay mình đu dây, để mình coi cái lực của mình đó, cái lực tu của mình như thế nào. Và mình đưa cho mình một cái lộ trình. Một á, là một ước mơ, mọi người được xây dựng ước mơ của mình. Hai là bắt đầu mình tích lũy. Muốn thực hiện được ước mơ mình phải tích lũy bằng những cái cụ thể, chứ không thể mà mình nói suông được. Bởi vì y báo và chánh báo mỗi cái phước của nó khác nhau. Mình tích lũy cái phước cho mắt, cho tai, cho mũi, cho lưỡi, cho thân, cho trí tuệ, cho tình thương yêu, cho mọi công đức thì nó khác nhau. Thứ ba nữa là mình tự mình đưa ra cái phương pháp cho mình, cái phương pháp cá nhân của mỗi người, không ai giống ai. Tôi có thể tu khác, chú này không thể theo tôi nổi. Bởi vì mỗi người căn tánh khác nhau, cho nên người ta tích lũy cái cách khác nhau và người ta sẽ có phương pháp để người ta tích lũy khác nhau. Sau đó mình đưa cho mình những cái mục tiêu. Từ những cái mục tiêu này nè, từ mục tiêu nhỏ với thời gian ngắn cho đến mục tiêu dài, mục tiêu trung bình với thời gian vừa và những mục tiêu lớn với thời gian dài. Vậy thì cái mục tiêu này nè, nó có mục tiêu nhỏ, mục tiêu lớn, thì nó đến cái mục đích của nó, đó là mục đích gì. Thì tùy theo cái mục tiêu đó đó mà nó khẳng định được cái mục đích này nè, nó thành tựu hay không, để nó thể hiện cái ước mơ ban đầu của nó. Giống như tôi nói, có nhiều người cái mục tiêu của họ là cố gắng để đời này nè được một cái bằng đại học thôi. Nhưng mà có nhiều người ấy, thì cái mục tiêu của họ đời này nó phải 4 cái bằng tiến sĩ mới chịu. Có người thì chỉ cần một cái bằng đại học thôi mà họ còn không nổi nữa. Nhưng mà có người phải lấy được 4 cái bằng tiến sĩ cho đến một cái giáo sư kìa, chứ còn không có phải là nhiêu đó. Có người thì cả đời này họ nghĩ là hết cuộc đời này, khi thân hoại mạng chung, đối với họ chỉ cần ở nước Mỹ chỉ cần 10 triệu đô thôi. Nhưng mà có người thì bây giờ này tài sản của họ đến 100 triệu đô mà họ còn chưa chịu ngừng lại nữa. Tại vì cái mục tiêu của mỗi người nó khác nhau về giá trị vật chất, về giá trị trí tuệ, về giá trị tâm linh. Nó khác nhau. Thì cái chỗ bản nguyện của họ đó, cái ước mơ nó cũng giống như là bản nguyện vậy đó. Người nào có cái nguyện mà một đời thì phải coi cái người này bản nguyện nó lớn hay không. Nếu bản nguyện của tôi chưa lớn thì tôi đặt cho tôi 10 đời. Nếu bản nguyện tôi quá nhỏ thì tôi đặt tới 100 đời nữa, tôi mới có thể thành tựu được cái gì đó. Bây giờ này mình nhìn thấy người ta về cái phước báo của người ta, về vật chất người ta phước báo người ta quá lớn hơn mình, về trí tuệ người ta quá lớn hơn mình, về phương tiện người ta làm được những công đức nó quá lớn hơn mình. Mình chưa làm gì hết mà mình nguyện một đời giống họ đâu có được đâu. Như vậy thì mình quá tham, mình vượt tốc bất đạt. Cái tốc độ của người ta là người ta là nó như vậy, còn cái tốc độ của mình như vậy mà mình nguyện giống người ta không được.
Do vậy mà giả sử như cô nói cô nguyện giống cái nguyện của thầy thì chưa ổn đâu. Cô chỉ nguyện đời sau con sanh ra sớm trở thành một người xuất gia. Mà muốn được như vậy thì đời này nè, những gì của người xuất gia làm đó, cô tranh thủ cô làm đi. Giả sử như cô học tỳ ni sa di oai nghi cảnh sách, cô tự khép mình vào ăn chay niệm Phật tụng kinh bái sám, cô làm hết những gì của người xuất gia làm để con tập sự trở thành một người xuất gia, để đời sau khi thân ngoại mạng chung là con sanh vào để vô chùa luôn. Con nguyện như vậy, cứ nguyện như vậy để đời sau bắt đầu con vô chùa. Nhưng mà đời sau vô chùa chứ chưa chắc chú tiểu đó chịu nổi những cái cực khổ, những cái xúc tác ý thọ tưởng ở trong chùa. Rồi cái tư duy của nó thì sớm ở trong chùa cho nên nó cứ tư duy ở ngoài, chắc ở ngoài ngon lắm, thì bắt đầu nó lại ra ngoài. Cho nên là có khi mình phát nguyện là tôi từng trải ở ngoài đời rồi tôi mới trở thành một người xuất gia thì tôi không còn mơ ước ở ngoài đời nữa. Nhưng mà khi từng trải ở ngoài đời rồi thì bắt đầu thấy hổ thẹn với lương tâm là tôi không còn thanh tịnh, tôi còn không còn xứng đáng để ngồi đó nhận cái lại của đàn ma tính thí. Tôi không xứng đáng để tôi trở thành một vị mà truyền giới thanh tịnh cho người. Nó lại khổ nữa chứ đâu phải đơn giản đâu. Ở trong chùa sớm quá thì lại vọng tưởng ở bên ngoài, tới chừng ở bên ngoài từng trải rồi vô thì lại hổ thẹn là không truyền giới thanh tịnh cho người khác được. Khó lắm. Không đơn giản để cho mình nhiếp thọ được. Cái này mình phải tích lũy nhiều lắm để đạt được cái mục đích này. Đó là trên bàn tay cái bài này thầy cũng thường nhắc nhở lắm. Khai thị thì thầy cũng thường nói đến cái tâm huyết, chứ còn ai cũng có tâm huyết hết đó. Nhưng mà nếu chúng ta là người trí, chúng ta rõ biết khả năng của mình tới đâu. Giả sử như mình sang Mỹ bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà cái tài sản của mình bây giờ tính hết tài sản của mình có, nó có được 1 triệu à, nhưng mà mình mơ tới 5 triệu là hư chuyện rồi. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Tài sản của mình tới giờ này trả góp còn chưa xong mà mình suy nghĩ là mình sẽ cuối đời mình sẽ có được 5 triệu thì nó không ổn. Thì đó, thì mình phải suy nghĩ trong khả năng của mình thôi. Chứ ngoài khả năng của mình đừng ước mơ quá xa vời, nó dẫn đến mình mơ mịt mờ. Đó thầy cảm ơn cô cái câu hỏi của cô. Chứ còn thầy thì thầy nguyện lớn lắm. Cái nguyện của thầy trước đây thầy đã nói, thầy có mở hé rồi. Thầy phát nguyện thầy xây dựng 10 ngôi chùa. 10 ngôi chùa trở lên nha. Đó, nghĩa là thầy chịu, thầy không có muốn mình sướng, cho nên thầy phải xây dựng từ 10 ngôi chùa trở lên, chứ thầy không sẽ ít hơn. Là để gì thầy không cho phép thầy sung sướng. Thầy có một ngôi à, là thầy lo có một ngôi thôi. Khi thân ngoại mạng chung dám là thầy lo trở lại đó, thì chùa của tôi. Còn nếu tôi xây từ 10 ngôi trở lên thì đâu có chùa nào là của tôi. Chùa của bá gia bá tánh, tôi chỉ mượn cái phước đức, cái công đức của người ta để tôi làm. Tôi mượn phước của người ta là công đức của tôi. Tôi phát tâm độ từ 1.000 đệ tử xuất gia trở lên, cho nên giờ này mới có hơn 100 mà. Và sau khi xuất gia rồi một số thì theo Phật, còn một số thì theo người khác, còn lại khoảng trên dưới 50. Chứ giờ này cũng khoảng là trên 100 rồi. Rồi tôi phát nguyện độ từ 100.000 Phật tử trở lên, cho nên là cái đó là tôi nguyện thôi, còn nó được hay không là chuyện của nó, chứ không phải chuyện của tôi. Còn việc học của tôi là học cho đến lúc tôi chết, cho nên là nói tới tiến sĩ hay giáo sư gì thì tôi phải phát triển cái việc học của tôi để cho đời sau. Vì tôi biết rõ tôi còn sanh ra đời sau nữa, chứ không phải là tôi về cõi Phật xong tôi ở trển, tôi chuyển dệ, tôi làm dân sứ Phật, mà tôi về trên đó xong mà sinh Phật cho con quay trở lại để con thực hiện các nguyện độ sanh của con. Vì tôi vừa tu Thanh Văn mà tôi vừa tu Bồ Tát, cho nên là khi tôi thọ giới Thanh Văn là tôi liền thọ giới Bồ Tát. Nghĩa là trong con vừa phải hành Bồ Tát hạnh và phải hoàn thành các cái thánh quả mà con ước mơ. Vậy đó. Chứ không phải là mình chỉ tu Thanh Văn không mà mình không tu Bồ Tát. Cũng không phải chỉ đeo đuổi cái hạnh Bồ Tát không mà quên cái hạnh Thanh Văn của mình. Cho nên về kinh lược lượng đối với thầy thì Thanh Văn là thầy hoàn tất cái kinh lược lượng của Thanh Văn. Các cái công hạnh Bồ Tát thì vẫn phải thực hiện để làm.
dạy về 52 quả vị Bồ Tát, và thầy cũng khuyên những người đệ tử mà học Bồ Tát hạnh rồi đó, một tuần lễ như vậy chúng ta chỉ học một hạnh Bồ Tát và hành một tuần, vì nó có 52 quả vị Bồ Tát. Một năm chúng ta có 52 tuần, giống như cái Mỹ của mình có bao nhiêu tiểu bang chú? 50 tiểu bang. Nếu quý vị mà có một năm thì quý vị còn rảnh được 2 tuần, nếu một tuần ở một tiểu bang thì quý vị trong một năm quý vị đi hết 50 tiểu bang của nước Mỹ, quý vị còn rảnh được 2 tuần ăn Tết. Vậy đó, nếu mình phát nguyện, tại vì mình ở trong nước Mỹ mình còn chưa biết hết các cái tiểu bang của Mỹ mà. Còn Việt Nam á, thì các cái tỉnh của Việt Nam là thầy cứ đi tới rồi đi lui, đi xuôi rồi đi ngược. Đối với thầy thì các cái tỉnh ở Việt Nam là thầy đi hết. Cho nên là ở Việt Nam thì thầy hết, còn đi trên thế giới thì cũng đi theo lượng nữa. Nửa thế giới cũng đỡ đỡ hơn những người có mặt trên quả địa cầu này, mà muốn đi trên quả địa cầu này cũng là một việc khó. Với thầy thì thầy cũng thấy cái y báo đó là cũng đã tốt lắm rồi. Rồi còn ai hỏi gì nữa không ạ? Dạ, mô Phật. Thỉnh thầy Rudy lại ngồi đi thầy. Dạ, mô Phật. Rồi, cho Phật tử hỏi xíu. Quan hỷ giải thích về vấn đề tạo nghiệp và tạo duyên. Tạo nghiệp thì có thể là nghiệp làm và nghiệp xấu. Rồi cái duyên cũng vậy. Thì như là mọi người Phật tử, nhất là trong Phật tử, trong đạo Phật chúng ta thì trong thời gian gần đây mà cũng trong cả năm rồi thì cái tình hình xôn xao ở Việt Nam nói chung, nhưng mà ở tại Mỹ này cũng nói riêng cũng có một số ít, nhưng mà không bằng ở Việt Nam. Chỉ có một số ca sĩ không phải là chuyên nghiệp và một số làm YouTube thì họ không biết là họ đi tạo nghiệp hay họ tạo duyên. Rồi nói về vấn đề mà tạo duyên để đưa đến về truyền thông tin tức cho mọi người để hiểu biết thêm thì điều là tốt, nhưng có một số người thì họ dèm pha. Thì nhờ thầy Quang Hỷ giải thích những người đó là tạo nghiệp hay tạo duyên hay là nghiệp lành hay là nghiệp xấu. Rồi, xin một tràng vỗ tay tặng cho chú. Thầy chủ trì cho con biết còn mấy phút nữa được. Dạ, 10 phút nữa được không? Dạ, con cảm ơn con. Cho một tràng vỗ tay được 10 phút nữa. Chú à, trong lộ trình nhân duyên nghiệp quả thì từ nhân cho đến quả nó trải qua hai cái yếu tố khách quan. Chúng ta nên hiểu là khách quan nha, chứ không phải chủ quan. Đây là hai yếu tố khách quan, có nghĩa là chú không muốn cũng nó cũng hình thành. Về phạm trù nhân quả đó, thì chúng ta biết từ nhân đến quả thì nó là do duyên là chủ. Duyên nó làm chủ, chứ không phải là mình tạo duyên mà là duyên nó làm chủ. Nghĩa là một nhân chưa có là nghiệp, nhân này nó được lặp lại, nó được cộng 1, cộng 2, cộng 3, nó được lặp lại. Mà cái quá trình lặp lại á, thì nó gọi là duyên. Mà sau khi nó lặp lại một nhân á, thì nó gọi là nghiệp. Chú hiểu vấn đề chưa nè? Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động của thân, của miệng, của ý được lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là nghiệp. Phật tử định nghĩa nghiệp được không ạ? Nghiệp là hành động của thân, miệng, ý. Thân, miệng, ý được lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là nghiệp. Mỗi lần lặp như vậy gọi là duyên. Mà nó lập cái gì? Nó lập cái nhân. Vậy là nhân, duyên và nghiệp nó là một hay là hai? Theo con nghĩ là hai. Hai là hai thì sao? Dạ, cái duyên đó là như thầy nói là cái nhân nó tạo ra. Không. Nếu mình không, không. Mình không tạo ra cái duyên, mình không tạo điều kiện. Ví dụ như là bây giờ có hai người mà họ chưa quen biết nhau, mà mình thấy hai người đó là hai người tốt, thì mình muốn họ cho kết bạn để xem mình phát triển những cái gì mình hiểu biết với nhau, trao đổi. Hoặc là nói về vấn đề mà hôn phối hôn nhân thì cũng là mình tạo cái duyên để hai người đó được kết bạn với nhau trọn đời. Thì cái đó theo con nghĩ đó là mình tạo duyên, chứ không phải là tự nhiên mà nó nhân ra được. Thì có khi là nó xảy ra là trong cái cơ duyên, nhưng mà mình cũng có thể tạo được cái duyên đó nếu mình có cái điều kiện và có cái trình độ. Rồi chú nói nó là hai.
Nhưng mà hồi nãy thì nói rồi, cái nhân này nè, giả sử như bây giờ cái nhân này là cái nhân thầy gặp chú. Vậy thì thầy gặp chú là duyên hay là nhân? Theo con nghĩ là cái duyên. À, nếu chú hiểu là lần thầy gặp chú là duyên thì lần đó là nhân đầu tiên. Lần đầu tiên chúng ta gặp là nhân đầu tiên. Thì hai người gặp nhau đó là cái nhân, nhưng mà đó là duyên. Bởi vì nhân với duyên là chú không phân định được, là bởi vì thầy mới nói nó khách quan chứ không phải là chú muốn hay không muốn thì nó vẫn tồn tại. Mình dùng nó là cái chữ duyên đó là bởi vì cái thầy gặp chú một lần đó là nhân lần thứ nhất. Lần thứ hai có duyên gặp lại nữa thì nhân lần thứ hai. Vậy nhân chính là duyên và duyên cũng chính là nhân. Nhưng mà gặp lần thứ nhất thầy với chú rất là tốt. Lần thứ hai gặp nhau thương. Vậy thì cái tốt đó được nhân đôi lên, nó tạo thành một cái nghiệp, đó là nghiệp lành. Nghiệp có ba trạng thái: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp phu ký. Được không nè? Nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác, đó là nghiệp phu ký. Vậy thì cái nghiệp cũng là do cái nhân lặp lại nhiều lần, mà ở trạng thái tốt hay xấu nó tạo thành nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Tại đây hiểu không quý Phật tử? Hiểu ha. Nhân chính là duyên, cũng chính là nghiệp, và nó trở thành quả, nó cũng chính là đó. Cho nên trong nhân có quả, trong quả có nhân. Mà nó có nhân nghĩa là nó có cả duyên, nó có cả nghiệp ở trong đó. Cho nên mình gọi là nhân duyên nghiệp quả. Nhưng mà thực sự ra là cái quả này là nó chứa nhân duyên nghiệp ở trong đó. Vậy thì trong cái nhân nó có quả không? Có. Trong cái nhân nó mang cái quả đó rồi. Giả sử như cái nhân điều thì ra hạt điều, cái nhân mít thì ra hạt mít, trong cái nhân hạt mít thì ra trái mít, ra cây mít, trái mít. Trong cái nhân tốt thì nó đã hiện cái thế giới tốt ở trong đó. Trong cái nhân xấu nó hiện thế giới xấu ở trong đó. Mà nó được lặp lại nữa thì nó xấu hơn. Còn cái này nó trong cái nhân tốt thì nó lặp lại thì nó tốt hơn. Chú hiểu không đều? Dạ con hiểu thầy giải thích. Nhưng mà cái sự hiểu biết thiển cận của con thì cái duyên có thể tạo ra nhân. Duyên nó không có. Dạ tại vì bây giờ thí dụ bây giờ là chẳng hạn như là cái buổi tu học hôm tối hôm qua và bữa nay. Đúng. Cũng nhờ cái duyên của thầy trụ trì đã tạo ra để được Phật tử được nghe thầy giảng. Đúng. Như con là có cái duyên mà tối hôm qua con cố gắng đến để con nghe thầy giảng. Rồi. Nhưng mà buổi sáng này con không có cái duyên là, nhưng mà con có con tạo là tại vì con có phải đi về có cái người mà chuyên viên kỹ thuật sửa cái hệ thống tivi của con, còn phải đi về. Vâng. Họ nói con hỏi là mưa này anh có thể làm được không? Nó được, tôi làm dưới mưa. Rồi. Con về thì con cũng tạo cái duyên, con trở lại nghe thầy giảng. Chứ nếu mà con không có muốn tạo cái duyên cho chính con thì con ở nhà luôn. Đó. Rồi, bây giờ chú hiểu cái đó là duyên. Dạ. Nhưng mà chú có hiểu là khi chú khởi ra nó đã trở thành nhân không? Chú cho nó là duyên là bởi vì chú muốn tạo thêm cái duyên. Nhưng mà cái duyên đó chính là nhân. Nhân nó được lặp lại. Các vị có hiểu vấn đề không nè? Mình gọi nó là duyên nhưng mà nó chính là nhân được lặp lại lần thứ mấy. Giả sử chú gặp lại, chú gặp thầy một lần, đó là nhân một lần. Lại là chú muốn gặp lại nữa là nhân lần thứ hai. Mình nhân đôi cái lần gặp gỡ lên. Nhưng mình cho đó là mình đang tạo cái duyên. Thì mình đang tạo cái duyên có nghĩa là mình đang khởi. Cái gọi là duyên khởi. Mà mình gọi nó là duyên khởi nhưng mà chính nó vừa khởi thì nó tạo thành nhân. Bởi vì sao? Cái duyên nó nằm ở trong thức thứ 8, nó nằm trong tạng thức. Nó vừa khởi một cái thôi thì nó lại qua thức thứ 7, nó cố chấp vô cái thức đó. Cho nên mình nói là kiến phần của thức thứ 8 là tướng phần của thức thứ 7. Cho nên chúng là nhân. Nhưng khi mình nói duyên khởi chứ mình không nói là nhân khởi. Nhưng mà cứ ở mà mình làm, mình nói cái đó một lần, lần thứ hai mình nói nữa là nhân nó được lặp lại. Cho nên cái từ nhân và duyên ấy, thì mình nói nó một nhưng mà bản chất của nó, mình ghi nó hai nhưng bản chất của nó chỉ có một thôi. Tại đây Phật tử có hiểu ý không nè? Vậy cái duyên gì đưa mình đến trở thành người xuất gia?
cái duyên gì đưa mình đến trở thành người tại gia mình không xuất gia nữa, cái duyên gì đưa mình đến công việc tốt đẹp, cái duyên gì đưa mình đến cái việc xấu xa, mình gọi nó là duyên nhưng bản chất của nó là nhân, được không nè? Vậy thì mình nói là hai người này có duyên với nhau, cho nên mình sẽ kết nối hai người này lại với nhau để họ làm quen và họ tìm hiểu nhau. Vậy thì mình tạo cho họ cái duyên nhưng mà nó đã biến thành nhân rồi đó. Rồi họ có đến với nhau làm vợ làm chồng được hay không là do cái nghiệp của họ, cho nên mình gọi là hữu duyên thiên lý nên tương ngộ. Bây giờ mình gọi là hữu duyên thì cái nghiệp duyên rồi. Cái chữ hữu duyên đó chính là nghiệp duyên. Bởi vì nghiệp nhân, nghiệp quả của họ nhiều đời, nhiều kiếp, cho nên đời này có thiên lý thì họ vẫn là gặp nhau. Mà vô duyên đối diện bất tương phùng, họ không có nghiệp đời trước thì đời này không có gặp đi nữa thì nó cùng kết với nhau được. Như vậy thì cái đó nó biến thành nghiệp. Chưa hiểu vấn đề không? Dạ, không hiểu thầy nói gì. Rồi, bắt đầu. Theo con nghĩ thì, như thầy nói thì cái duyên nó nằm trong cái nhân. Không, chính nó là một. Dạ. Nhưng mà theo con hiểu thủy trận thì cái duyên là nó tạo ra cái nhân, rồi cái nhân nó đưa đến cái quả. Cái nhà như là mình trồng một cái ớt thì mình phải dùng cái hộp giống. Thì mình gieo nó xuống, tức là mình tạo cái duyên. Thì dạ, khi mà nó nảy mầm, nó sinh ra cây, rồi mình vun phân tưới nước thì nó sẽ ra trái ớt. Dạ. Thì cái đó là kết quả, phải không thầy? Đó là trùng trùng nhân. Dạ. Đó là trùng trùng nhân. Nên mình gọi là duyên á, thì chẳng qua là mình không có thấy được. Bây giờ giả sử như duyên là nó là cái không có gì đi, còn nhân mới là có. Bây giờ thầy khởi ra một niệm, thầy sẽ đánh tiếng chuông. Vậy thì trong quá trình thầy khởi ra cái niệm, thầy đánh tiếng chuông, nó trùng trùng duyên. Chứ đâu phải một duyên mà cái chuông nó thành tựu là thầy đánh tiếng chuông đâu. Quý vị có đồng ý không ạ? Nó phải đầy đủ tất cả các cái nhân khác. Mà các cái nhân khác để mà có được một tiếng chuông thì đó là nó gồm rất là nhiều nhân, nhưng mà chúng ta gọi nó là duyên. Vì chúng ta không phân định được cái duyên của nó ngay chỗ đó chính là nhân. Bây giờ mình chỉ cần khởi ra một cái việc là tôi sẽ làm từ thiện đi. Mình khởi ra một cái làm từ thiện. Như vậy thì khi tôi khởi ra một cái việc là tôi làm từ thiện, vậy là tôi gọi là duyên khởi. Nhưng mà rõ ràng cái khởi đó có phải là từ thức thứ 8 không? Từ đâu nó khởi? Từ thức thứ 8 là cái gốc của nó, là cái kho của nó khởi. Như vậy thì từ cái gốc này nó khởi thì nó khởi ra là một nhân. Chứ duyên ở đâu mà có? Duyên từ đâu mà sanh? Nó từ thức thứ 8 thì khởi ra. Cho nãy thì mới nói là nó ở trong cái kho, nó là kho tàng này, cho nên chúng ta gọi là cái tàng thức. Nó chứa ở trong đây là nó mới khởi ra. Mà khi nó vừa khởi, nó khởi ra thì đây là thức thứ 8 nó khởi. Nhưng mà nó vừa khởi thôi thì nó sanh ra cái kiến phần của thức thứ 8. Thì thức thứ 7 nó chấp thành cái tướng phần của thức thứ 7. Đây là kiến phần của thức thứ 8. Nhưng bắt đầu nó vừa khởi ra là nó có một nhân, nó biến thành tướng phần của thức thứ 7. Cho nên mình không biết, mình gọi nó là duyên, nhưng mà thật sự ra nó chính là nhân. Được chưa nè? Mình hiểu được cái chữ nhân duyên á, chứ không phải là mình nói là cái đó là cái duyên. Nhưng mà duyên nó là trùng trùng duyên khởi, có nghĩa là nhân nó được lặp lại. Mỗi lần nó khởi như vậy nó lặp lại, giống như là cái cọng dây sên. Cái cọng dây sên thì mình cứ chạy thì cọng dây sên nó chạy như vậy, nhưng mà từ mắc sên nó bắt đầu kết nối vô cái clip, phải không nè? Nó kết nối vô cái clip để nó vận hành, nó kết nối vô cái bàn đạp ở phía trước để nó vận hành. Thì ở đằng sau này một cái dây sơn thì đằng trước này cũng là một cái cạnh để nó vào, nó lôi đi. Như vậy thì nó mắc xích với nhau bởi tất cả các nhân, nhưng mình gọi nó là duyên. Tới đây chú nhận ra chưa, để thầy bắt đầu thầy nói tới duyên xấu hay duyên tốt mà người ta đang khởi. Thôi thì tiếp tục đi để hết giờ. Không, nhưng mà chú phải nhận ra được nhân với duyên, chứ không là chúng ta cứ ngồi đó chúng ta không hiểu nó, để rồi cái đoạn sau chúng ta cũng không có nắm được luôn. Có khi cả đời chúng ta cũng không hiểu luôn.
chúng ta cứ lộng cộng trong cái nhân với cái duyên. Thì bây giờ bắt đầu mình mới nói nè, trong thức thứ 8 mình nó là tạng thức, thì nó chứa nè, cái tạng nó chứa đủ nè. Vậy thì khi chúng ta chứa đủ cả cái tốt, cả cái xấu, và vừa cái không xấu không tốt, vậy thì cái không xấu không tốt này á, nó vẫn có hai trạng thái là vô phú vô ký và hữu phú vô ký. Vậy thì cái hữu phú á, là cái có thể sanh, còn cái vô phú là cái không thể sanh. Vậy thì cái vô phú là cái của bậc A-la-hán, cái hữu phú là cái của chúng sinh. Cho nên cái tánh vô ký nó vẫn có tánh vô ký của bậc A-la-hán và tánh vô ký của chúng sinh. Như vậy cho nên ở trong vô ký có nhiều người cho rằng là tôi không có tội, bởi vì tôi không biết, tôi nói đại, nhưng mà nó là tính hữu phú cho nên nó ở phần xấu. Bây giờ người ta khởi ra một cái duyên, giống như chú nói cái YouTube hay là cái truyền thông, thì bắt đầu mình suy nghĩ bây giờ cái truyền thông nó cũng vẫn phải khởi ra từ thức thứ 8 chứ nó không có chạy đi đâu khỏi. Như vậy chúng ta đã mang nghiệp chưa? Chúng ta mang nghiệp chưa? Nghiệp rồi, tại vì nó khởi lên một lần, hai lần, ba lần là bắt đầu nó mang nghiệp. Thì cái nghiệp này, nghiệp tốt hay nghiệp xấu, thì chúng ta suy nghĩ là chúng ta có nên nghe những cái thông tin đó hay không. Vì chúng ta nghe chính là chúng ta cộng nghiệp. Cho nên có nhiều người rất thích nghe thông tin xấu, thông tin bẩn, để làm cho họ loạn tâm, loạn trí. Còn bây giờ nếu thông tin bẩn là mình bỏ liền, thì mình chỉ nghe thông tin tốt thôi, thì tâm mình nó được thanh tịnh, nó được tốt đẹp vậy thôi. Là do mình tiếp xúc, hồi nãy mình nói cái chữ xúc rồi đúng không? Mình tiếp xúc với cái gì? Là mình đang tu tập cái gì và mình đang cộng nghiệp cái gì? Thế thôi. Nếu mình nuôi dưỡng cái tâm tức giận của mình, tức một cách vô lý, thì mình cũng đang tự đọa vào địa ngục của chính mình. Chứ mà nó có đọa địa ngục của ai hết, cũng ai cộng nghiệp với mình á. Cái người này tôi tức cái ông đó làm thế này, tôi tức cái bà đó bà nói thế này. Tôi tức có nghĩa là tự tôi xây địa ngục, tôi vô trong. Vậy thì mình nghe những cái tin tức để rồi mình tức, vậy mình có thông minh không? Mình có tu không? Rồi bắt đầu mình ôm cái tức giận. Vậy thì cái tức giận này mình ôm là vì cái gì? Tại sao mình phải ôm? Ôm để làm gì? Cái vấn đề này là vấn đề mà chúng ta học Phật á, chúng ta phải biết sàng lọc các cái nhân duyên quả nghiệp để cho mình tu tập. Do vậy mình đang tạo. Cho nên chú hỏi họ tạo như thế đó, nhưng mà mình có cộng nghiệp với họ? Thầy đâu có cộng nghiệp đâu, thầy biết người nào. Thầy không tiếp cận, thầy không cộng nghiệp, thầy vừa nghe nói cái thầy nói thôi cho tôi yên đi. Vậy là tôi không muốn tiếp cận, để tôi không cần biết ai nói cái gì, bởi vì những cái thông tin đó không có lợi lạc gì cho tôi. Nếu Phật tử có hỏi tôi cũng nói cho tôi giảng kinh điển đi, vì cho tôi giảng một cách tổng quát đi, chứ đừng đưa tôi vào trong cái đống bùi nhùi đó. Họ tự tạo ra cái đó vì tôi biết rõ thế giới này là duyên sanh giả có, nó đâu thật có đâu mà ngồi đó nói đúng nói sai làm gì. Bây giờ ngay chỗ này mình thân hoại mạng chung thì mình sanh về đâu, là mình lo cho cái con đường tái sinh của mình, chứ mình lo chi cái con đường mà người ta nói đúng nói sai. Người ta nói đúng kệ họ, ta nói sai kệ họ, vấn đề quan trọng mình là ai chứ, đúng không quý Phật tử? Đúng không? Không. Thì mình sẽ nhẹ nhàng thôi, đồng ý không chú à? Dạ thưa mưa Phật, thầy có nghĩ cho con bổ túc. Rồi khi nếu mà thầy nói là mình không nên nghe, không nên coi, thì thật ra đối với con đó, chẳng hạn như bây giờ là mình biết cái người đó, mình phải coi, mình phải nghe để mình nhận xét, mình phải dùng cái sự suy đoán của mình. Dạ. Chứ không phải là mình nghe theo họ một cách của mà không sai. Thành ra là khi mình biết là cái người đó họ truyền bá những cái tin tức không có tốt thì mình không nghe, không coi. Dạ. Đó. Còn những người nào mà truyền bá những tin tức phổ biến để mình hấp thụ thì mình nên theo dõi để mình, nhưng mà theo dõi để mình suy đoán, mình quyết định. Chẳng hạn như là hiện tại đó là ở nước Mỹ này là đang có sự bầu cử giữa hai ứng cử viên, thì nếu mà mình không theo dõi tin tức, mình không biết chính xác, thì mình đi cái lá phiếu của mình không có ý nghĩa. Dạ. Trời, cảm ơn chú, hay quá chú. Rồi một miếng này nữa cái mình nghĩ nha, hòa thượng lên rồi là biết là chốt rồi, chốt vấn đề. Dạ.
thầy rất là tán thán cái việc mà chúng ta cần phải có tin tức, bởi vì người đệ tử Phật á là người trí. Người đệ tử Phật là người trí chứ không phải là người không có trí, cho nên người trí là phải theo dõi cái gì nên theo dõi, cái gì đáng theo dõi, và theo dõi ở mức độ của nó để được an lạc. Đó. Miễn mình theo dõi sao mà mình đừng rời khỏi cái cực lạc, cái niết bàn của mình, thì cái đó gọi là cái mình cần theo dõi. Giống như Hòa Thượng cũng rất là nhiều thông tin, nếu Hòa Thượng không theo dõi làm sao Hòa Thượng có nhiều thông tin như vậy. Cái thứ hai là suy đoán. Suy đoán chính là thức thứ sáu. Cái thức này nó có tính chất là thẩm, công vi thủ mà tội vi khôi. Cái này nè nó tích lũy nghiệp nè. Cái suy đoán nó là tích lũy nghiệp. Đó, ráng cố gắng tích lũy cái nghiệp lành để mình có công đức. Nhớ là suy đoán để sanh ra công đức. Còn suy đoán mà sanh ra nghiệp oan gia trái chủ thì không nên suy đoán. Suy đoán mà sanh ra công đức mà tích lũy nghiệp lành thì suy đoán. Và cuối cùng là quyết định. Chúng ta quyết định để có lợi cho mình, có lợi cho người, lợi mình, lợi người, đời này và đời sau. Nhớ là cái công thức đó nha, cái công thức mà mình quyết định đó nha. Mình quyết định một vấn đề gì, nó phải có lợi cho mình trước cái đó là tự giác. Có lợi cho người là giác tha. Có lợi cho mình và người đời này và đời sau nha, chứ đừng có đời này không à. Đó, đời này và đời sau, đây là công thức. Cho nên tôi truyền giới cũng vậy. Tôi truyền giới mà giới thứ tư là giới không nói dối. Cái lời nói của bạn phải lợi ích cho bạn, lợi ích cho mọi người đời này và đời sau, thì giới đó có thể giúp cho cái lời nói của bạn có thể là nói ngoài cái chánh pháp, nhưng mà phải có lợi. Rồi, rất là cảm ơn cái thông tin của chú và bổ sung. Chúc cho mọi người có được một cái năng lượng tu tập rất là tốt. Con thỉnh Hòa Thượng bổ sung thêm một chút. Tôi chỉ nói một điều là chúng ta là con Phật, chúng ta đương theo kinh Thủ Lăng Nghiêm một câu này thôi. Và Thượng Thượng Từ nói đó, bát nhã thì vô tri, nhi vô sở bất tri. Bát nhã là không, vô tri là không biết, mà nhi là mà, vô sở bất tri mà không điều nào cũng không biết hết. Nghĩa là được bát nhã là không biết, là không biết động tâm, nhưng mà không điều nào mà mình không thường làm phải biết để mình tránh. Là giống như giảng sư giảng bây giờ đó, nhớ nhờ bát nhã vô tri, nhi vô sở bất tri. Giờ mình biết cái gì tốt đem vô cái phòng mạch của mình, cái phòng khách mình, cái gì qua đẹp mình đem mình chưng, còn có quá xấu ở đâu đem chưng chi, thấy biết nó xấu dạ phân bên không để cả một phần không cả mình nghe. Giờ tôi chỉ nói một câu thôi, rồi tới lần này có các vị Phật tử nè, ai biết đó là má ơi đừng gãi con xa. Biết nhà má đâu phải không? Rồi bài cái đó là người con nói, còn người mẹ nói sao? Dạ con qua Mỹ Canada được rồi. Cái đó không phải ơi. Cái đó là tìm em như thế, tìm chim, chim bay biển mắt em tìm miếng đông. Thôi thôi đừng tìm mất công, tại đâu Hàn Quốc em dông mất rồi. Còn cái này đó, má ơi đừng gả con xa, chim kêu giữa núi biết nhà má đâu. Thì bà mẹ bà nói rồi. Bà nói sao? Rồi cái là người mẹ mới nói thôi thôi ta không gả cho bay gần. Chị em bay đó đưa lẻn về xúc gạo nhiều lần tao hao. Rồi. Đây là mời quý vị chúng ta từ từ khởi thân. Chắp tay hoa sen dâng lên cúng Phật. Và hồi hướng công đức mà chúng ta đã cùng kinh mà thiền và học Phật. Xin cho chúng con chắp tay hoa sen dâng lên một đóa hoa giác ngộ, để chúng con trở về với tự tánh Phật của mình. Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Hoa sen thanh tịnh ở trong con luôn nở rộ khắp mười phương, hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền với con sanh thành dưỡng dục. Cầu cho cha mẹ ít bệnh ít não, bồ đề tâm kiên cố, bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo, sống trong chánh pháp, để khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi Phật. Xin cho con hồi hướng công đức cho cha mẹ đã quá vãng, được nương nhờ công đức tu tập của chúng con mà nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sanh về cõi Phật. Hồi hướng công đức cầu nguyện cho tất cả những người ân của con trong nhiều đời cũng như trong đời hiện tại, được tai qua nạn khỏi,
mắt mù được thấy, tai điếc được nghe, bệnh câm được nói, bệnh mũi được ngửi mùi, bệnh lưỡi được nếm vị, thân bại liệt được đi đứng khoan thai, ý điên loạn được phục hồi tâm trí. Tất cả thân bệnh do nghiệp duyên, nhờ công đức chúng con chia sẻ hồi hướng mà bệnh tật được tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Người người bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo, nhà nhà an lạc, xứ xứ thái bình, mọi việc được hanh thông, sở nguyện sở cầu được thành tựu viên mãn. Cầu cho quốc thế dân an, chúng sinh được lợi lạc, và xin dân đó sen lên ba ngôi Tam Bảo. Cầu cho chánh pháp được trường tồn, chúng sinh được lợi lạc, âm dương đồng lưỡng lợi. Cung thỉnh chư tôn đức kính mời đại chúng chắp tay hoa sen hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch trên thần tòa giảng sư, à toàn thể Phật tử chúng con, qua hai hôm thượng tọa đã dùng pháp học pháp hành để chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con cách để biết, để đừng, để làm thế nào để đừng bị nhốt. Và sáng nay thượng tọa đã chia sẻ cái pháp môn, những cái phương pháp và tứ niệm xứ căn bản mà Đức Phật đã truyền trao. Chúng con vô cùng sung sướng và nguyện luôn luôn ghi nhớ để đem lại lợi lạc cho mình và cho người thân, và những cái giải tỏa những cái phiền não khổ đau cho đến tu tập cho đến ngày viên mãn. Giờ đây chúng con có chút ít tận tài kính dâng lên thượng tọa giảng sư để làm Phật sự, ngưỡng nguyện trên thượng tọa giảng sư từ bi ai nạp cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức, và nguyện trên Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho thượng tọa được nhiều sức khỏe để hành Như Lai Sứ Tác Như Lai Sự, ngưỡng mong trên thượng tọa từ bi chứng minh hư khả cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Tịnh Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử, như lời Đức Phật dạy, tài pháp hai món thí bình đẳng không sai khác, bố thí ba la mật là đầy đủ tràn trề. Con xin hoan hỷ dâng lên cúng dường ba ngôi Tam Bảo, hồi hướng công đức phước lành đến quý nam nữ Phật tử phát Bồ Đề tâm cúng dường cho chánh pháp được trường tồn, pháp hữu lậu được đến với quý vị bằng tâm Bồ Đề tăng trưởng, niềm tin kiên cố nên ba ngôi Tam Bảo, ít bệnh ít não, gia đình hạnh phúc, quyến thuộc xuân vầy, mọi việc được hanh thông. Cũng xin hồi hướng công đức lành cúng dường ấy đến cho cha mẹ đã quá vãng của quyền thất tổ, nương nhờ công đức này mà siêu sanh về cõi lạc. Chúng con cũng rất cảm niệm tri ân Hòa Thượng Chư Tôn Tịnh Đức Tăng đã từ bi hoan hỷ cho chúng con có được cái nhân duyên để chia sẻ hai thời pháp thoại với quý nam nữ Phật tử. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Chư Tôn Tịnh Đức Tăng pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và hoàn thành tâm nguyện độ sanh của mình. Chúc quý Phật tử gia đình hạnh phúc, luôn luôn tinh tấn để thành tựu được tâm nguyện đời này, sau khi thân quả mạng chung được sanh về cõi Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên thượng tọa đã từ bi hứa khả cho rồi, toàn thể chúng con xin đề đầu đảnh lễ cúng dường tri ân ba lễ.